Câu chuyện thú vị về huyền thoại tiên cá Việt Nam. Nghe qua tôi biết chắc các bạn sẽ nghĩ đến Tiun trước tiên. Nhưng lầm to rồi. Tiun chỉ là tiên cá cuối cùng còn sót lại. The Glass Merman. Vậy đố các bạn biết, ai mới thật sự là tiên cá huyền thoại của Việt Nam? 1, 2, 3. Nếu không trả lời được thì tôi nói luôn nha. Đó chính là Lạc Long Quân, ba của Tiun. Không tin? Hỏi thử mấy bạn người cá đệ tử của Tiun xem, ba của Tiun tên gì biết liền. Ok, thôi không đùa nữa. Đi thẳng vào vấn đề chính và khẳng định một câu. Là tiên cá đã thực sự tồn tại và xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam. Nếu các bạn ở đây không công nhận mình là dòng giống của con rồng cháu tiên thì tôi nghĩ các bạn nên nhập quốc tịch qua nước khác sống luôn đi. Đừng có Việt Nam ăn bám tài nguyên thiên nhiên của tổ quốc rồi xem thường tổ tiên, nguồn cội của mình. Nhất là mấy người Việt Kiều đó. Qua Mỹ được nhập quốc tịch xong rồi tự hào tôi là người Mỹ chứ không phải là người Việt. Xong về đây mà cứ toàn khoe cuộc sống bên Mỹ với bà con thiên hạ. Kỳ quá ha. Rồi các bạn biết lý do tại sao tôi là tiên cá cuối cùng không? Vì không có mấy ai ở Việt Nam muốn làm người cá, muốn tu luyện để thức tỉnh thành tiên cá nữa, mà chỉ muốn làm hại thiên nhiên động vật. Muốn được ăn ngon, ăn những cái con mà càng lạ người ta càng thấy thích. Như là mấy con thú quý hiếm, mấy con thú hoang dã trong sổ đỏ đó. Lạ kỳ như vậy luôn. Rồi ngay cả mấy cái kênh giải trí mà toàn dạy người ta đi bắt hại con này con kia ăn thịt. Thậm chí mới đây tôi coi đệ tử người cá Benjamin của mình còn đi quay phim bắt cá tôm ăn thịt, trong khi tôi đã dạy em ấy là đừng bao giờ giết hại những con vật còn sống. Vậy mà em ấy cũng bắt mấy con cá ăn tôm ăn thịt trong cái chương trình gì đó, con khôn lớn gì đó. Nghe biện minh là bị đạo diễn bắt làm. Vậy người ta bắt mình ăn ớt mình ăn không? Mình không muốn làm là không ai bắt mình được. Đã là người cá phải lấy tình yêu thương muôn loài làm chân lý sống. Tôi đã dùng khí công để đẩy bệnh tật từ việc ăn thịt động vật đến hại thân tâm ra khỏi thân thể của bạn ấy, nhanh chóng trở thành người cá khỏe mạnh. Vậy mà có thể bắt con cá rô bé nhỏ, vậy mà có thể bắt con cá rô nhỏ xíu bỏ vô cái rổ để đem đi làm thịt. Đạo diễn làm phim gì vậy, con nít sống có tâm quá ha. Nhỏ cũng không tha, già cũng không bỏ ha. Đó là một điều đáng buồn cho tổ tiên dòng giống Lạc Rồng. Chúng ta chính là con cháu của thần tiên. Động vật và thiên nhiên là bạn của chúng ta. Thần tiên mà, đi ăn thịt động vật sao? Vậy mà mấy bạn không hề yêu thương gìn giữ thiên nhiên và động vật. Sự thật đáng buồn quá đúng không? Căn bản dân tộc Việt Nam là những tiên cá đang ngủ say. Tôi muốn đánh thức các bạn dậy, nhưng mà có một mình tôi làm sao thực hiện nổi. Ngay cả bản thân tôi, việc thức tỉnh cũng là quá khó khăn. Phải mười mấy năm trời tu luyện bơi lội rồi mới thức tỉnh. Trong khi mấy đứa yêu tinh ma quỷ nó truyền bá đạo ác ôn đầy rẫy thế gian này. Làm sao tôi chống nổi? Tôi thử mới nói xấu một số cái hành động tiêu cực trên mạng thôi thì biết bao nhiêu anti-fan đã kích tiêu liên tục. Kinh khủng. Trong khi Lạc Long Quân và Âu Cơ nở ra 100 người con. Giờ nhìn khắp Việt Nam xem còn đứa con cháu nào tồn tại không? Tiết Kiêu hả? Chết mất đất lâu rồi. Kình Ngư Ánh Viên hả? Chắc không phải rồi. Còn tiên cá Tiun hả? Đúng rồi. Còn một đứa cuối cùng đang sống là Tiun đấy. Các bạn ơi, mau mau thức tỉnh làm người cá giống Tiun đi. Chúng ta sẽ cùng nhau kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Làm người thường chán lắm. Bị nô lệ vô cái miệng. Nhìn con gì cọ ngoậy cũng thấy tò mò muốn ăn. Thấy cái gì đẹp là cũng muốn tàn phá. Phá đời người ta vậy đó. Rồi cuộc sống lúc nào cũng lâm vào tình cảnh bế tắc, đói khát. Bởi vì nhìn gì cũng thèm, cũng muốn ăn. Khổ. Chết đi không biết về đâu. Tiêu không phải đang chống lại người thường, mà tôi muốn kêu gọi các tiên cá dòng giống Lạc Hồng đang ngủ say kia ơi, thức tỉnh đi, mặc đuôi tiên cá của Tiun vô, tập luyện bơi lội người cá để thức tỉnh thành tiên cá đi. Chỉ cần khổ luyện với Tiun là sẽ được tiến hóa thành tiên cá. Kinh nghiệm của Tiun sẽ soi sáng trên con đường tu tiên của các bạn. Đừng để tổ tiên của chúng ta thất vọng nữa. Thế hệ trẻ hôm nay hãy tỉnh ngộ đi mấy cưng. Dòng giống Lạc Hồng, dòng giống đồng tiên khắc ghi sâu trong tâm mình. Ai hát bài đó vậy? Hay dễ sợ.
làm con cháu tiên cá thì phải biết bơi thiệt là đỉnh. Như Tiôn, ok ha. Đồ bơi tiên cá Tiôn cũng ra đời vì lý do này. Để cho thế giới biết được Việt Nam là đất nước của con rồng cháu tiên, Tiôn sẽ cố gắng quảng bá hình ảnh của tiên cá ở đa quốc gia. Để người ta nhớ đến Việt Nam là đất nước của tiên cá. Và đi đâu Tiôn cũng tự hào là con cháu của rồng tiên. Đuôi tiên cá đi tất cả của Tiôn sẽ đánh thức các bạn nhớ đến nòi giống của mình, mà biết yêu thương dân tộc của mình, bảo vệ thiên nhiên và động vật. Tiôn ngay đến hôm nay cứu động vật hết luôn. Sắp tới là câu lạc bộ tiên cá của Tiôn sẽ có một cái nguồn quỹ để bảo vệ các giống loài linh trưởng ở Việt Nam. Standing in the street alone, alone, alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number.